Theo dõi hiệp thứ hai hạng cân 71 kg nữ giữa Ngô Mỹ Giang đơn vị Thành phố Hồ Chí Minh góc đài đỏ, cặp Hồ Ngọc Lụa đơn vị Đồng Bình Dương góc đài xanh. Rồi bắt đầu. Đây, giải đại hội thao toàn quốc lần thứ 8 bộ môn moi diễn ra tại nhà thi đấu Đà Nẵng Việt Nam Phượng giữa Ngô Mỹ Giang đơn vị Thành phố Hồ Chí Minh góc đài đỏ và Hồ Ngọc Lụa Bình Dương góc đài xanh. Hai bạn chị đánh tích cực. Chống được 3 hiệp. Yếu đá không ra chân không lực nữa rồi. Đấm không lực rồi. Lúc ao đến ao này. Đấy, yếu quá rồi. Việc kia đánh được nữa đâu. Không có lực nữa rồi. Đấm không có lực nữa rồi. Về lúc ao đến. Thi đấu ấy. Xanh nó khỏe. Ngã rồi mà đấy. Mệt rồi không có lực nữa. Đúng không chắc rồi. Đảo người rồi đấm gì. Xanh nó khỏe hơn nhiều.